Câu chuyện tìm đầu ra cho nông sản cũng đang là vấn đề đau đầu của tỉnh Bắc Giang. Vải thiều Bắc Giang năm nay mất mùa, thế nên giá vải đã tăng cao trong nhiều tuần qua. Tuy vậy, nhiều ngày qua tại huyện Lục Ngạn, giá vải đã đột ngột sụt giảm mạnh. Nếu như 5 ngày trước, giá vải thiều được bán với giá 55.000 đồng một kg tại các điểm cân, thì những ngày này giá vải đã sụt giảm mạnh chỉ còn từ 18 đến 20.000 đồng một kg. Nguyên nhân là do các thương lái Trung Quốc đột ngột ngừng thu mua, còn sức mua của các tiểu thương trong nước chỉ cầm chừng, khiến các hộ dân vô cùng lo lắng. Gần 1 hecta vải của gia đình ông Chu Ngọc Sứ tại xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn đang chín rộ. Thế nhưng 2 ngày nay, ông Sứ như ngồi trên đống lửa khi các thương lái Trung Quốc đột ngột ngừng thu mua. Vườn vải của nhà tôi hiện tại thì là cũng mấy hôm nay thì mới bắt đầu mới chín. Chúng tôi ở thế này thì chủ yếu là cây vải nó được cây chủ lực, cho nên là nếu có rớt giá hoặc là không thu mua nữa thì chúng tôi cũng rất chi là lo lắng. Toàn xã Hộ Đáp có trên 600 hecta vải thiều đang vào chính vụ. Đây cũng là xã có diện tích vải được mùa cao nhất huyện Lục Ngạn trong năm nay. Tuy được mùa, nhưng giá vải tại đây lại đang được cân với giá rẻ nhất từ đầu vụ. Nhiều điểm cân vải cho thương lái Trung Quốc như gia đình anh Chu Văn Út đã phải đóng cửa 2 ngày nay mà không biết lý do vì sao họ không đến thu mùa nữa. Như mấy hôm trước là giá bán tầm 40.000 đến 45 đến 55.000, nhưng hôm nay chỉ giá đến 20.000 rồi, bà con cũng phải ngừng lại. Cứ đầu vụ cái nào nó cần đến lúc là phải giữa cái đến lúc là chả biết là nó vấn đề về gì. Việt Nam mình không hiểu được, nhưng mà nó chỉ nói một câu là hàng nó chưa thiêu được thì mình chả biết là nó đánh lạc hướng như Việt Nam mình thế nào, thì mình là nhà nông mình không hiểu được ạ. Như mọi năm nguyên cái cửa khẩu Lào Cai là phải 70 xe, nhưng năm nay ra 10 xe chỉ bán được 3 xe thôi. Vẫn còn một số nằm ở đây nhưng mà cân nằm chờ mới chơi thì có cân đâu. Đây điểm qua cân Trung Quốc đem lại nghỉ đó, hai điểm ngoài em lại nghỉ đây. Lý giải việc giá vải thiều cuối vụ giảm mạnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn cho biết, những năm trước thương lái Trung Quốc vẫn thu mua tận cuối vụ nên giá vải khá ổn định. Song năm nay có thể vì nhu cầu tiêu thụ giảm, trong khi vải thiều của Trung Quốc cũng đang vào vụ, nên việc các thương lái Trung Quốc về nước sớm đã ảnh hưởng phần nào đến giá bán. Cái hiện tượng này thì cũng ít khi xảy ra, vì thường mọi năm thì cái vải thiều cuối vụ là thường giá nó rất cao. Đây là năm thứ hai thì cuối vụ là cái giá sản phẩm nó thấp hơn. Nhưng mà cái việc này thì Ủy ban dân huyện Lục Ngạn là chúng tôi đã có cái khuyến cáo nhân dân cách đây một tháng rồi. Có nghĩa là vải chín đến đâu thì sẽ bán đến đó. Thế và đặc biệt là khi mà cái cuối vụ vải của năm nay thì sẽ trùng với cái vụ vải thiều của Trung Quốc. Thế do vậy mà cũng khá nhiều thương nhân Trung Quốc thì đã về nước. Vụ vải thiều năm 2017, toàn huyện Lục Ngạn đã thu hoạch và tiêu thụ được 33.000 tấn, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là 17.000 tấn. Hiện vẫn còn một lượng vải khoảng 10.000 tấn. Chính quyền huyện Lục Ngạn cho biết sẽ tập trung chủ yếu tiêu thụ thị trường trong nước và một số nước lân cận như Lào, Campuchia và Thái Lan.